Chậu đóng 5 độ, 5 độ lửa. Tôi lại tấp lỗ ra đó, tôi bông chậu sáng trăm thì tới lúc đó cùng hoàng sầu đó tôi cả bông cả lá. Thì lúc đó đây nhà trường mới chạy xuống. Bà Trần Thị Lý có nhà sát cổng trường tiểu học Nam Lộc, xã Thượng Tân Lộc, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, vừa kể lại vụ bức tường rào nhà dân ở sát cổng trường này đổ sập khiến một em học sinh lớp 5 tử vong. Vụ việc thương tâm xảy ra vào sáng 11 tháng 9 năm 2020. Theo thông tin ban đầu, lúc đó vào khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, đang giờ ra chơi, một nhóm học sinh lớp 5 của trường tiểu học Nam Lộc ra ngoài cổng trường để chơi. Sau khi ra khỏi cổng trường, bức tường rào nằm sát cổng trường là ranh giới giữa trường và một gia đình đổ ập xuống, đè lên làm chết một học sinh. Ngay sau đó, em học sinh được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong do bị thương quá nặng. Ông Trần Đình Nhường, hiệu trưởng trường tiểu học Nam Lộc cho biết cổng trường luôn đóng sau khi vào giờ học. Kể cả giờ ra chơi, sáng nay nhà trường mở cổng để vận chuyển một số chậu cảnh vào sân trường. Trong giờ ra chơi, học sinh này đã ra trước cổng trường để chơi và gặp nạn. Hiện trường vụ việc cho thấy bức tường rào bị sập được xây bằng một lớp gạch không nung đã khá lâu. Ông Trần Đình Nhường, hiệu trưởng trường tiểu học Nam Lộc cho rằng bức tường này đã có từ năm 2015 khi ông về làm hiệu trưởng trường đã thấy có bức tường này và ông cũng không rõ ai xây. Sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Nam Đàn đã đến hiện trường để khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc.